bên ngoài khoảng sân rộng của tông môn các đệ tử đang tập trung rèn luyện võ công ở bên dưới trên trời thì một nhóm khác cũng đang luyện tập ngự kiếm có hai đệ tử đang tập riêng riêng ở nhóm khác ngay khi thấy tên áo xanh cứ nhìn chằm chằm về hướng bên cạnh tên áo tím cảm thấy thắc mắc hỏi lại hắn này người mới đến cả diệp sư huynh mà ngươi cũng không biết sao nói đoạn hắn chỉ tay về phía ngọn núi đối diện rồi cho biết thêm ngươi có thấy ngọn núi kia không nơi đó chính là chỗ ở của diệp sư huynh đó tên áo xanh nghe vậy liền cảm thấy ngỡ ngàng mà hét lên Wow, lại có thể độc chiếm một tòa linh phong vậy ư? Diệp sư huynh lợi hại làm sao? Tên áo tím liền tám chuyện ấy kể cho hắn nghe, Diệp sư huynh là Tiên Thiên Đạo thể, còn là đệ tử thân truyền thứ tư của tông chủ chúng ta. Tới đây tên áo xanh không khỏi kinh ngạc mà há hốc mồm hỏi lại, cái gì? Tiên thể đạo thể? Đây không phải là tồn tại cấp BUG đã tuyệt tích rồi sao? Hơn nữa, lại còn là đệ tử thân truyền thứ tư của vị mỹ nữ tông chủ kia, mà tông chủ lúc trước chỉ thu nữ đệ tử. Chết tiệt, ghen tị với sư huynh quá tới đây cả hai bỗng đỏ mặt vì ngưỡng mộ vị diệp sư huynh kia sau đó tên áo xanh ngây thơ lại bảo nói như vậy thì diệp sư huynh là đại nhân vật rất lợi hại trong môn phái của chúng ta phải không trái ngược với suy nghĩ của hắn ta tên áo tím lại cho biết không hề huynh ấy chỉ là một phế vật có thiên phú có tài nguyên nhưng không chịu tu luyện huynh ấy đã tiến vào tông môn hai tháng nhưng chưa từng tu luyện hiện tại chỉ là một phàm nhân mà thôi chuyển cảnh nói về diệp sư huynh trong khi các sư huynh đệ đang hang say tập luyện thì anh ta lại vô tư nằm ngủ. Anh ta dùng khăn bịt mắt lại mà ngủ, bỗng anh thức dậy há miệng vui cười, hà hà, trời trong xanh, gió nhẹ hiu hiu, đúng là một ngày tuyệt đẹp để ngủ nướng. Đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một gương mặt cùng với đó là âm thanh vang lên, chúc mừng ký chủ đã thành công kích hoạt hệ thống chế tạo cường giả. Nghe xong anh liền ngồi bật dậy dở bịt mắt ra mà hốt hoảng kêu lên, không phải chứ, lại có thêm hệ thống xuất hiện rồi sao. Hệ thống liền bảo, chính xác, chính là hệ thống, phải có một hệ thống để những người xuyên không ra ngoài, giả vờ ngầu và nâng cấp. Bản hệ thống này sẽ tận sức chế tạo kia chủ thành một cường giả đệ nhất đại lục. Tới đi nào, ký chủ, từ bây giờ sẽ bắt đầu con đường trở thành đỉnh phong của đại lục. Thế nhưng anh ta không hề có chút hứng thú gì với hệ thống này mà liền ngã đùng ra ngủ tiếp và ngáy khò khò. Hệ thống cảm thấy khó hiểu nên bèn hỏi lại, ký chủ, ngài không tính thể hiện chút sao. Anh chàng tỏ vẻ khó chịu liền quay lưng lại với hệ thống mà nói với giọng cao có, thể hiện cái mẹ gì chứ, cũng chỉ là hệ thống mà thôi, ta cũng không phải chưa từng thấy. Nói rồi anh nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, mặc cho hệ thống kêu gọi đủ kiểu, ký chủ, mau tỉnh đi, chẳng lẽ ngài không muốn trở thành thiên hạ vô địch. Tới đây anh chàng thầm nhớ lại ký ức lúc trước, ta là Diệp Phàm là một người xuyên không, trước khi tới đây ta đã xuyên không 99 lần rồi. Nói cách khác ta cũng đã gặp 99 lần hệ thống, đa dạng đủ các loại kiểu hệ thống như là công pháp vạn lần tăng phúc, triệu hồi thần thú, hay là tốc độ tu luyện tăng gấp trăm nghìn lần. Có một thế giới ta khiêm tốn làm người, sống ẩn giật, quốc đất trồng rau và tự dặn lòng phía làm người khiêm tốn nhưng ta còn chưa trưởng thành thì đã bị thiên mệnh chi tử đột nhiên nhảy ra giết chết lại có một thế giới ta đã không ngừng nỗ lực làm việc bên bờ vực cái chết để hoàn thành sứ mệnh của mình trong lúc làm nhiệm vụ ta rất phấn khích hô vang ta vào rồi ta lại ra rồi ngươi dánh ta đi nhưng hệ thống lại báo hết thời gian làm nhiệm vụ và bắt đầu loại trừ cuối cùng vẫn bởi vì nhiệm vụ thất bại mà ta bị hệ thống xóa bỏ phải kể đến là một lần kỳ quái nhất ta thật sự phải vất vả để thăng cấp trong lúc này đang háo hức đến nổi bật khóc reo lên, lần, lần này cuối cùng đã mắc cấp rồi, nhưng lại phát hiện ra một điều tồi tệ, mình chẳng qua là tế phẩm do hệ thống bồi dưỡng, dùng để hiến tế cho người khác. Lúc đó ta bị một quái vật nắm trong lòng bàn tay mà đắc ý hô lớn, ngươi cuối cùng cũng có tư cách để hiến tế cho ta rồi. Trong 99 lần đấy, ta lại không có lần nào đi được tới cuối, cho nên ta đã ngộ ra, dù sao cuối cùng cũng sẽ chết, ta vì cái mẹ gì mà phải cố gắng nữa? Đúng vậy, những lợi ích mà hệ thống đưa ra chỉ là mồi nhử là trò lừa đảo viễn thông để moi tiền của ta mặt khác hệ thống vẫn không ngừng khuyên bảo diệp phàm khi anh cố tình lấy gối che mặt lại ký chủ mau tỉnh lại đi ngài tuổi này rồi sao còn ngủ được vậy tuy nhiên diệp phàm lại đang thầm tự nhủ với lòng mình đây là lần xuyên không thứ 100, ta tuyệt đối sẽ không nghe lời từ bất kỳ hệ thống nào cả cái gì mà thiên mệnh chi tử lão tử ta chính là một con cá muối nằm thẳng nhưng hệ thống vẫn không ngừng thúc giục diệp phàm mau đứng lên tu luyện đi ký chủ nhân sinh không tu luyện thoáng chốc là biến mất đó diệp phàm không quan tâm anh chỉ thầm nghĩ chỉ sợ ta đây tu luyện nhanh hơn với lại ta đã sống 99 đời rồi một đời này hưởng thụ thì đã sao thôi cứ nằm ngủ tiếp vậy nghĩ rồi anh liền chìm vào giấc ngủ chỉ còn nghe tiếng ngáy khò khò của anh hệ thống thấy vậy cũng đành cạn lời nhưng hệ thống vẫn đưa ra phần thưởng nhằm để diệp phàm thấy thích mà thay đổi suy nghĩ phần thưởng tân thủ đã kích hoạt chúc mừng ký chủ đã nhận được tốc độ tu luyện gấp vạn lần mỗi lần ký chủ tăng lên một cảnh giới nhỏ tốc độ tu luyện sẽ tăng lên bội phần ký chủ hãy mau mau đi tu luyện thôi nào sau đó hệ thống lại nói tiếp ta đã chủ động thế rồi mà sao ngài vẫn cứ thờ ơ được chứ diệp phàm không trả lời mà bỗng nhiên anh lấy tay gãy gãy cái mông của mình như thể đang sỉ nhục hệ thống điều này làm hệ thống tức điên mà muốn buông câu chửi thề nhưng rồi hệ thống lại cho qua mà cố lì nói tiếp phát hiện ký chủ có tâm lý kháng cự việc tu luyện hệ thống sẽ tổng hợp lại mô đun mô đun đã hoàn tất hệ thống đang khởi động lại giây sau hệ thống đã khởi động lại và thay đổi thành hệ thống check-in. Chỉ cần ký chủ tới địa điểm được chỉ định để check-in thì sẽ nhận được phần thưởng. Sau đó hệ thống lại chỉ tay về hướng cửa ra vào, nơi có một vòng tròn màu xanh hiện lên rồi cho biết, phát hiện địa điểm check-in hôm nay là cửa phòng trọ của ký chủ. Quá trình check-in rất đơn giản, chỉ cần ký chủ đến địa điểm check-in trong vòng tròn rồi check-in là được. Địa điểm check-in chỉ cách ký chủ có 5 mét, thời gian tiêu hao cũng chỉ là 10 giây. Tới đi nào, ký chủ, hãy cử động đi, chỉ ngủ mà không hoạt động thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Diệp Phàm nghe hệ thống cứ lải nhải bên tai mà âm thầm thở dài vì chán nản, và rồi lại chìm vào giấc mộng đẹp, mà há toát mồm ra ngáy mà chảy cả dãi. Hệ thống thấy vậy có chút kinh ngạc thốt lên, "Ấy, ngủ thật rồi sao?" Từ lúc bình minh mà Diệp Phàm đẩy cho giấc tới khi hoàng hôn mới chịu thức, anh ngồi dậy vươn tay ngáp lấy một hơi đầy sảng khoái. Bất thình lình hệ thống lại hiện ra với vẻ mặt buồn bã, "Ký chủ, ngài rốt cuộc cũng tỉnh ngủ rồi, ta còn tưởng ngài chắc làm một giấc ngủ ngàn thu luôn rồi diệp phàm vẫn mặc kệ không quan tâm đến hệ thống mà bước chân xuống giường anh vừa dụi mắt vừa đi về hướng cửa nơi có vòng tròn màu xanh dùng để check in thấy vậy hệ thống liền hí hửng reo lên đúng đúng chính là như thế cố lên nào ký chủ thêm một bước nhỏ nữa thôi là tới địa điểm check in rồi tuy nhiên diệp phàm lại không có ý định muốn nghe theo sự sắp xếp của hệ thống mà rẻ hướng đi vào nơi khác cảnh này làm hệ thống điên tiết quát lên cái quái gì thế này vãi nổi ký chủ rõ ràng là đã tới điểm check in rồi mà sao lại không check in diệp phàm đi tới phòng bếp tay cầm con cá để trên thớt tay còn lại cầm dao dơ lên cao nói ngủ hơi lâu nên bụng cũng hơi đói rồi hôm nay ăn cá thôi cùng lúc bên cạnh lại vang lên thông báo hệ thống xảy ra lỗi không xác định bắt đầu làm mới lại hệ thống đã khởi động lại hệ thống đã trợ giúp ký chủ check in thành công về phần diệp phàm sau khi làm cá xong thì anh cũng đã cho cá vào nồi và bắt bếp lên nấu xong rồi anh lại quay qua rửa cải cùng lúc hệ thống nhây lại thông Chúc mừng ký chủ nhận được địch thể thánh thủy, địch thể thánh thủy sau khi uống có thể loại bỏ tạp chất phàm trần trong cơ thể của ký chủ để cải tạo thành thể chất thích hợp tu luyện nhất, có lực sát thương rất mạnh đối với yêu tu và quỷ tu, sau khi dùng thì sẽ không thể đi theo con đường yêu tu và quỷ tu nữa. Nghe xong Diệp Phàm liền lấy chậu nước bẩn vừa rửa rau đổ về phía hệ thống mà nói: "Ta đổ", khiến hệ thống bức xúc tránh né mà quát lại: "Chết tiệt". Diệp Phàm quay lại đứng chống tay canh nồi cá mà bảo: "Đợi tới khi cá chín thì có thể bắt đầu ăn được rồi." Hệ thống lại thắc mắc muốn hỏi tại sao, thế nhưng lại có người bất ngờ đi tới mở cửa phòng bước vào, nam đệ tử trong bộ đồ ngủ ngó đầu vào nói: "Xin, xin chào." Diệp Phàm tay bưng đĩa thức ăn mà nhìn người trước mặt có chút ngạc nhiên, nhưng giây sau anh lại cười tươi lên tiếng mời gọi: "Là người mới sao? Vào đi, cùng ăn một bữa." Nam đệ tử liền ngồi vào bàn, Diệp Phàm đem ra hai bát cơm đầy rồi vui vẻ nói: "Nào nào nào, ăn đi, cứ coi như là nhà mình nhá, đừng khách khí." Trong lúc ăn Diệp Phàm chăm chú nhìn nam đệ tử mới mà thầm nghĩ: một tháng trước đã có đệ tử vừa gia nhập tông môn lạc đến chỗ ta không ngờ hôm nay lại có một vị tới đây lát nữa cơm nước xong dẫn hắn đến chỗ trưởng lão nhân sự hỏi một chút là được đột nhiên diệp phàm trông thấy có người đi đến trước cửa mà thầm thắc mắc là đệ tử của đội tuần tra sao họ lại đến chỗ ta thấy là anh liền bước ra ngoài hỏi thăm bọn họ các vị sư đệ đã xảy ra chuyện gì sao người dẫn đầu đội tuần tra liền cho biết diệp sư huynh vừa rồi có một quỷ tu giỏi về biến hóa trà trộn vào chúng ta đang tìm tung tích của hắn Diệp Phàm nhìn bát quái trên tay vị Đẹp Tử Tuần Tra không có tín hiệu nên cũng lên tiếng, bát quái kính không có phản ứng, xem ra không ở chỗ tôi. Tên đệ tử Tuần Tra nghe anh nói vậy liền nhìn vào bát quái trên tay rồi bảo, "Diệp sư huynh nói đúng, chúng ta đến nơi khác tìm xem." Sau khi bọn hỏi rời đi, Diệp Phàm cũng bước vào lại bên trong mà thở dài, "Hầy, thế đạo thật sự không thái bình tỉ nào." Bất giác anh ngửi được làn khói từ trong bếp tỏa ra mà ngạc nhiên nói, "Ừ, mùi gì khét vậy?" "Á, à, tiêu rồi, cá của ta." anh hốt hoảng chạy ngay vào bếp để xem nồi cá đang nấu. Còn lại một mình, nam đệ tử mới khi nãy liền quay ra nhìn bên ngoài mà nở nụ cười quỷ dị thầm nói, tuy không biết tại sao nơi này có thể ngăn cách phản ứng quỷ khí của mình, nhưng cuối cùng cũng tránh được một kiếp rồi, hóa ra hắn ta chính là tên quỷ tu mà mọi người đang tìm. Hắn lại nhìn về phía Diệp Phàm đang hớt hãi kiểm tra nồi cá khét mà thầm đắc ý. Cái tên ngốc nghếch không có tu vi này cư nhiên lại cứu giúp ta một mạng, vì để báo đáp ngươi, bổn quỷ ra sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống nhà ngươi hắn lại bày ra vẻ mặt man dợ định tấn công Diệp Phàm mà cười khoái chí ha ha ha, tuy nhiên có điều gì đó sai sai khiến hắn kinh hãi và cả mồ hôi, cơ thể hắn như thể có vô số tia sắc khí đang đâm vào người, hắn ôm bụng quằn quại kêu la, chuyện, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao thân thể của ta lại đau như vậy? Và đó chính là địch thể thánh thủy của hệ thống đã ban tặng cho Diệp Phàm khi nãy, vô tình đã đang phát huy tác dụng lên người quỷ tu. Thoáng chốc tên quỷ tu bỗng hết toáng lên á á, rồi sau đó đã tan biến vào hư không. Về phần Diệp Phàm, anh đang bê đĩa cá nóng hổi khói bay nghi ngút trên tay nói với giọng buồn bã, mặc dù có hơi cháy, nhưng vẫn tạm ăn được. Rồi bỗng anh không nhìn thấy tên nam đệ tử ngồi ăn cùng đâu nữa, nên có chút ngạc nhiên nói, hửm, người đâu rồi? Vì anh không biết hắn ta là một quỷ tu nên có hơi lo lắng đùm hắn, anh đặt đĩa cá xuống bàn rồi tự trấn an. Thôi kệ đi, dù gì chị An trong tông môn vẫn rất tốt, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bất chợt hệ thống xuất hiện đặt một quyển sách xuống bàn đồng thời thông báo, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên nhận được phần thưởng là một quyển thần cấp công pháp vạn cổ bất diệt quyết cùng lúc diệp phàm cũng đưa mắt nhìn quyển công pháp anh bất giác cầm lên xem thử đồng thời trong đầu cũng đang suy nghĩ điều gì đó cứ ngỡ diệp phàm có ý với quyển công pháp nên hệ thống lại bảo công pháp này ẩn chứa ý chí thiên đạo luyện tới viên mãn có thể có thân thể bất diệt thiên địa đồng thọ đột nhiên diệp phàm lại khom người xuống làm gì đó khiến hệ thống thắc mắc liền hỏi ký chủ ngài đang làm gì thế thì ra diệp phàm dùng quyển công pháp thần thánh này để kê chân bàn mà nói ánh mắt của ta quả nhiên bất phàm mà lần này bàn ăn đứng vững rồi ăn cơm xong thì đi câu cá nhằm bồi thường thiệt hại lần này mới được cảnh này làm hệ thống cạn lời rồi sau đó thì bốc hơi và cho biết hệ thống phát hiện lỗi không rõ đang khởi động lại chuyển cảnh giữa ánh mặt trời chói trang diệp phàm đeo kính dâm miệng ngậm cọng cỏ tay cầm cần câu tay cầm xô tung tăng đi câu cá vừa đi anh vừa hát nghêu ngao điều này làm mấy tên đệ tử đang tập luyện gần đó trông thấy liền bàn tán ngươi xem diệp sư huynh lại đi câu cá Thật là lãng phí thiên phú mà, cho ta có phải tốt hơn không? Một cô gái đứng phía trước bỗng lên tiếng nhắc nhở khi thấy bọn họ mất tập trung, tập luyện cho tốt vào, đừng có thất thần, tên nhiều chuyện khi nãy liền hô to, đó. Dù bị mắng nhưng tên đệ tử này lại tỏ ra vô cùng thích thú, lại bị sư tỷ mắng nữa rồi, thích quá đi. Và vị sư tỷ này chính là Tử Vân Chân Nhân Tam đệ tử, Tử Yên. Đột nhiên có một vụ tấn công đang diễn ra, cùng lúc có một tên đệ tử hốt hoảng chạy lên thông báo với Tử Yên, "Sư tỷ, xảy ra chuyện rồi." người của vấn tường tông đã đánh tới cửa rồi tử yên kinh ngạc hét lên cái gì bỗng có một trưởng lão đi đến lên tiếng tiểu hữu không cần hiểu lầm vấn tường tông ta không muốn đạp cửa sông vào sơn môn chỉ là biểu người ngăn cản lên núi lục soát bất đắc dĩ mà thôi ông ta chính là nhị trưởng lão của vấn tường tông tử yên bức xúc cầm kiếm chĩa thẳng vào lão ta lớn tiếng hỏi lại lên núi lục soát ư địa bàn tử vân tông ta là nơi vấn tường tông ngươi muốn lục soát thì lục soát sao lão ta lại bảo không cho ta lục soát cũng được vậy thì tử vân tông các ngươi hãy giao cửu vĩ hồ ra đây cho ta nghe lời này mấy tên đệ tử của tử vân tông cũng cảm thấy bất ngờ thay nhau lên tiếng cửu vĩ linh hồ ư nó không phải là tồn tại trong truyền thuyết thôi sao tên khác lại cho rằng nó là bảo vật đấy chắc chắn là bảo vật thêm một tên lại nói nếu có một con như vậy tông môn chúng ta cũng phát đạt rồi nhị trưởng lão của vấn tường tông cho biết con cửu vĩ linh hồ đó bọn ta đã truy đuổi nó từ lâu rồi cuối cùng lại bị tử vân tông các ngươi cướp đoạt Tử Vân Tông các ngươi dù sao cũng phải đưa ra một lời giải thích chứ. Tử Yên cũng không thể quyết định nên cũng đành lên tiếng đáp lại, sự tình trọng đại cần chờ sư tôn ta xuất quan mới có thể định đoạt. Trước đó vấn Tường Tông các ngươi cũng không được đặt chân vào Tử Vân Tông ta nửa bước. Nghe lời này nhị trưởng lão vấn Tường Tông liền điên tiết quát lớn, cấm bước chân vào sao? Ta thấy Tử Vân Tông các ngươi muốn độc chiếm nó đúng không? Dứt lời lão ta liền chỉ tay ra lệnh cho đám đệ tử lao tới tấn công. Tử Yên cũng không ngồi yên mà cầm kiếm ra lệnh cho sư huynh đệ xông lên quyết chiến đồng thời đáp trả lại dựa vào chút người như vậy mà cũng dám dương oai ở tử vân tông gan của vấn tường tông các ngươi cũng hơi lớn rồi đấy nhỉ trong lúc hai bên đang ẩu đả quyết liệt thì ở một bụi cỏ phía xa đang cử động không ngừng hóa ra là một tên đệ tử của vấn tường tông đã mặc phục từ trước hắn đang thầm cười đắc ý khi hành động đã theo kế hoạch sự tình phát triển quả nhiên đúng như trưởng lão dự liệu nhân lúc nhị trưởng lão đang kéo dài thời gian thì người có năng lực cảm nhận linh thú tốt nhất vấn tường tông là ta đây chắc chắn sẽ tìm được cửu vĩ linh hồ nghĩ rồi hắn liền nhảy ra khỏi bụi cỏ và thành công xâm nhập vào tử vân tông hắn tiến thẳng về phía trước nơi có một con sông thì đột nhiên phát hiện có người đang ngồi câu cá hắn không khỏi thắc mắc tự hỏi sao lại có người ở đây hiện tại không phải là thời gian để tu luyện sao hóa ra người ngồi câu cá lại chính là diệp phàm trong khi anh ta đang ngáp ngắn ngáp dài chờ cá cắn mồi thì phía sau tên đệ tử vấn tường tông lại đang âm thầm quan sát anh khi nhận ra diệp phàm không có tu vi hắn lại thầm khinh khi thì ra hắn chỉ là một phàm nhân Hừ, phàm nhân mà còn không đi tu luyện, hắn đời này chỉ sợ hết thuốc chữa rồi. Cũng trong lúc này hệ thống xuất hiện thông báo cho Diệp Phàm, ký chủ, ta phát hiện gần đây có cực phẩm linh thú cửu vĩ linh hồ, chúng ta cùng đi bắt đi. Nghe xong Diệp Phàm không quan tâm mấy đến chuyện hệ thống vừa nói, mà anh lại bức xúc chửi thầm, hệ thống khốn nạn này, ta vừa lập chỗ xong liền bảo ta rời đi, muốn hại ta tốn công vô ích sao. Hệ thống thấy anh im lặng mà đưa ra suy đoán, ta đã hiểu, ký chủ đang lo lắng bắt linh thú sẽ nguy hiểm đúng không? Ngài không cần lo, ta đã chuẩn bị sẵn cầu khế ước linh thú rồi đây ký chủ chỉ cần ném nó về phía cửu vĩ linh hồ là có thể ký khế ước làm sủng vật của ngài vừa nói hệ thống vừa lấy ra một quả cầu cầm trên tay bất chợt diệp phàm ngồi bật dậy cảnh này làm hệ thống vui mừng cứ ngỡ diệp phàm đã chịu làm theo lời mình mà gieo lên ồ ồ ký chủ ngài rốt cuộc cũng ra tay rồi sao tuy nhiên diệp phàm không phải muốn đi theo hệ thống mà anh ngồi dậy vì đã câu được cá to anh mừng rớt nước mắt thốt lên câu lâu như vậy rốt cuộc cũng có hàng rồi ta đây không tốn công vô ích rồi. Hệ thống thấy vậy thì liền tức giận ném quả cầu đi xa, vãi lờ, chỉ một con cá thôi mà, so với cực phẩm linh sủng quan trọng hơn sao. Quả cầu khế ước cứ thế được ném đại bay vào một khu rừng gần đó, nhưng không biết trời xuôi đất khiến kiểu gì mà trùng hợp bay chúng lên đầu cửu vĩ linh hồ trong lúc nó đang ngủ. Bị ném chúng nó bừng tỉnh dậy khi đầu bị sưng u cục to bành bung, nó tức giận nhìn chằm chằm vào quả cầu khế ước mắng, khốn kiếp, đây là thứ gì vậy? tuy nhiên khi nhìn kỹ lại thì nó liền nhận ra quả cầu đang phát sáng mà hốt hoảng kêu lên cái gì có người muốn cưỡng ép ta ký khế ước sao dây sau quả cầu khế ước thoát ra một luồng sáng mạnh chiếu thẳng lên người cửu vĩ linh hồ làm toàn thân nó run rẩy nó cắn răng chống cự thầm nghĩ con người muốn ta mất tự do và sau đó chết trong một trận chiến không hồi kết sao nó và cả mồ hôi khi sắp không chống chịu được nguồn sáng kia đừng có đùa ta thân là cửu vĩ linh hồ ta làm sao có thể dễ dàng làm sủng vật như vậy được một lúc sau đó cửu vĩ linh hồ cũng mệt mỏi mà nằm thở thác lác như thể hồn lìa khỏi xác cùng với đó âm thanh hệ thống cũng vang lên chúc mừng ký chủ đã nhận được cực phẩm linh sủng cửu vĩ linh hồ tên đệ tử vấn tường tông ở phía xa bỗng cảm nhận được sự bất thường từ linh thú hắn không khỏi kinh ngạc thầm nói chuyện gì đã xảy ra ta cảm nhận được cửu vĩ linh hồ đã bị người khác ký khế ước rồi hắn chợt đưa mắt nhìn về phía diệp phàm rồi thầm nghi hoặc chẳng lẽ là hắn đang giở trò quỷ gì sao bất kể thế nào trước tiên nên giết hắn đã rồi mới giải quyết vấn đề của cửu vĩ linh hồ sau nghĩ rồi hắn liền đưa tay lên thi triển từ ngón tay chỏ hắn bắn ra một đạo ám khí vấn tường nhất chỉ về trước thoáng chốc đạo ám khí đó đã bay đến gần diệp phàm hệ thống trông thấy thì hốt hoảng kêu lên cảnh báo cảnh báo ý chủ hay thôi bỏ đi ta biết ngài cũng sẽ không trả lời đâu mà ta sẽ trực tiếp giúp ngài một lần phản đạn gây sát thương gấp trăm lần vừa nói hệ thống vừa vung ra pháp bảo là một tấm vải đen đón lấy đạo ám khí kia tuy nhiên khi đạo ám khí chạm phải pháp bảo của hệ thống thì bị dội ngược lại và bay về nơi bắt đầu cảnh này cũng làm cho tên đệ tử vấn tường tông sửng sốt đứng yên bất động nhìn chằm chằm vào đạo ám khí quen thuộc của mình mà hả lên một tiếng đầy khó hiểu ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang dậy cả một góc rừng cùng lúc lão nhị trưởng lão của vấn tường tông cũng đang hoang mang khi nghe thấy tiếng nổ lớn rồi lão thầm lo lắng âm thanh gì vậy chẳng lẽ bên đại thạch xảy ra chuyện không được ta phải nhanh chóng qua xem nghĩ thế nên lão sốt sắng dứt khoát trưởng mạnh một phát vào người tử yên đồng thời ra lệnh cho đám đệ tử rút lui mặt khác tử yên cũng bị trọng thương mà gào lên á á cô bị thổ huyết mà ngã quỵ xuống đất điều này làm đám sư đệ hốt hoảng kêu lên sư tỷ người sao vậy sư tỷ gắng lên thấy tử yên ngã gục vì đau đớn mà tên nhị trưởng lão đang ngạc nhiên ta vừa rồi một trưởng kia hẳn là không đến mức làm cho cô ta trọng thương rồi đấy chứ chẳng lẽ cô ta đang lừa ta bỗng nhiên tông chủ tử vân tông cùng các trưởng lão xuất hiện cô nàng tông chủ lớn tiếng nói chấp vấn đám người gây rối tông môn mình vấn tường tông gan to quá rồi nhỉ thấy tử vân tông ta dễ bắt nạt làm sao ngay lập tức tên nhị trưởng lão cùng đám đệ tử vấn tường tông sợ hãi đồng loạt quỳ xuống tạ tội trước mặt nữ nhân này lão ta còn bày ra hết tất cả bảo bối vật phẩm đồng thời nói hôm nay là lỗi của chúng tôi những thứ này coi như là tạ lỗi xin hãy tha cho chúng tôi điều này càng làm cho nữ tông chủ kia ngạc nhiên hả lên một tiếng rồi thầm thắc mắc họ đến đây để làm gì đám người vẫn tường tông thấy cô im lặng nên liền cong chân bỏ chạy như ma đuổi tên nhị trưởng lão dù chạy nhưng vẫn còn ấm ức lẩm bẩm chửi mẹ kiếp cửu vĩ linh hồ không tìm được lại còn bị ăn vạ không mau rời đi sợ sẽ bị khuynh ra bại sản mất đám đệ tử cũng hùa theo tung hô trưởng lão đúng là cao kiến nữ tông chủ bất giác quay qua nhìn tử yên đang bị thương ngồi đó rồi thầm nghĩ thôi đi bây giờ cứu chữa tử yên quan trọng hơn chợt cô ta trông thấy thứ gì mà có vẻ thất kinh hét lên đây là cũng trong lúc này bên phía diệp phàm nhận được tín hiệu tít 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 từ ngọc truyền tin mà kinh ngạc hả sư phụ lên gửi tin nhắn cho ta sao anh cầm ngọc truyền tin lên xem thì nhận được lời nhấn xảy ra chuyện rồi mau tới đây ngay lập tức diệp phàm quan luôn chiếc nón và cần câu mà hốt hoảng chạy thật nhanh đi về giữa đường anh bắt gặp tên đệ tử vấn tường tông đang nằm yên bất động ở phía trước anh hoang mang thầm nghĩ chắc đây là cái bẫy do hệ thống cho má kia thiết lập sao một khi ta chú ý đến nam nhân này một chuỗi các sự kiện sẽ khiến ta vô tình trở thành nô lệ của nó với lại ba cái loại lỗi thời này mà cũng muốn lừa ta sao coi thường ai vậy hả nghĩ thế nên anh liền phóng thẳng qua người tên đệ tử vấn tường tông kia mà lao đi trong tích tắc diệp phàm đã về tới anh hớt ha hớt hãi tông cửa bước vào nói sư tôn người tìm con nữ tông chủ vẻ mặt buồn bã nhìn diệp phàm trầm giọng cho biết sư tỷ con sắp không qua rồi vì sư gọi con tới là để gặp nốt lần cuối cùng lúc tử yên nằm trên giường mà liên tục ho khụ khụ lời này của nữ tông chủ như xét đánh ngang tai diệp phàm anh kinh hãi hét toáng lên cái gì rồi anh bình tĩnh lại bước đến bên giường nhìn tử yên mà ngơ ngẩn nói lại sư tỷ sáng nay vẫn còn ổn mà sao giờ lại thành ra như thế này nữ tông chủ chợt nghiêm mặt lạnh giọng nói tất cả là tại vấn tường tông sau đó cô ta lại cho biết thêm tử yên tu luyện công pháp là lấy yêu khí của yêu thú làm nền tảng luyện hóa như nửa năm trước có một lần vô ý đã khiến yêu lực trong cơ thể của cô ấy đã xảy ra vấn đề điều này làm cho tình trạng của cô ấy luôn bất ổn gương mặt nữ tông chủ cảm thấy bất an hôm nay vấn tường tông đến xâm phạm Tử Yên mạnh mẽ thôi động công pháp, lại không khéo bị người đạn trúng chỗ ứ động yêu khí trong cơ thể, dẫn đến yêu khí trong cơ thể hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến phản phệ thân thể. Hôm nay, Tử Yên chỉ sợ mạng không giữ được lâu. Nghe thời gian của Tử Yên không còn nhiều, bỗng sắc mặt của Diệp Phàm ngơ ngẫn khẽ gọi, "Sư tỷ." Rồi những ký ức về Tử Yên khi còn thơ bé bỗng ùa về trong tâm trí anh, khi ấy anh mới vào tông môn thì Tử Yên trong dáng vẻ chị đại đi tới bắt chuyện cùng anh, "Ngươi là đồ đệ mới được sư tôn nhận vào đúng không? Vậy sau này phải gọi ta là sư tỷ nha." rồi những lần diệp phàm trốn tránh tu luyện thì chính tử yên là người động viên trấn an anh để không muốn tu luyện sao không sao sư tỷ sau này sẽ bảo vệ đệ quay lại hiện tại diệp phàm vì quá lo lắng cho tử yên với lại những chuyện xung quanh anh trước đây đều các hệ thống trước đó gây ra vì thế lần này anh cũng đinh ninh đổ hết tội lỗi lên đầu hệ thống mà bức xúc thầm chửi mắng tất cả là tại hệ thống chó đã biến ngươi thành ra như thế này chỉ để ta làm chó cho nó mà lại dám làm ra chuyện này thật ti tiện mà hệ thống khi không bị đổ oan mà liền lên tiếng thanh minh vãi trưởng này không phải là do ta làm nha nằm thôi mà cũng trúng đạn nữa trời bỗng có một nữ đệ tử tay cầm chậu nước đi vào thông báo tông chủ linh thủy ngài yêu cầu đồ đệ đã chuẩn bị xong hệ thống nhân cơ hội này muốn giải oan nên nó liền lấy ra một lọ thuốc mà thầm nghĩ phải nhanh chóng rửa tội bản thân thôi vì thế nó khẽ gọi ký chủ diệp phàm nghe nó gọi mà không hề có phản ứng gì mà còn thầm bức xúc chửi hệ thống chó này lại muốn lừa ta sao anh điên tiết mà quát lớn câm mồm, khiến hệ thống giật nảy mình mà đánh rơi luôn cả lọ thuốc vào chậu nước trên tay nữ đệ tử kia. Lọ thuốc cuối cùng cũng thành công hòa tan vào chậu nước linh thủy. Nữ tông chủ ôm lấy chậu linh thủy vào người mà thở dài, hay, hy vọng linh thủy này có thể giảm bớt thống khổ của tử yên. Bỗng Diệp Phàm lên tiếng gợi ý đồng thời lo lắng cho nữ tông chủ, sư tôn, cứ để con làm đi, người chăm sóc sư tỷ lâu như thế rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Thế là Diệp Phàm liền nhúng khăn vào chậu linh thủy, nhưng khi anh vừa vắt khăn cho giáo nước thì bỗng xuất hiện một hào quang ánh lên cảnh này làm nữ tông chủ có chút ngạc nhiên thầm nói kỳ quái linh lực linh thủy này làm sao lại có cảm giác cường đại hơn bình thường nhỉ là ta cảm nhận sai sao dù sao thì diệp phàm cũng không có năng lực thay đổi chất lượng linh thủy tuy nhiên khi diệp phàm đắp khăn lên trán cho tử yên thì sắc mặt của cô ta bỗng có chút thay đổi khiến nữ tông chủ thầm kinh ngạc sắc mặt tử yên sao đột nhiên hồng hào như vậy chẳng lẽ có ánh sáng chiếu vào nữ tông chủ liền đưa tay bắt mạch cho tử yên mà thầm sừng sốt không không phải là ánh sáng mà là tử yên đã khỏi hẳn chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy cô tuy vui mừng nhưng lại thầm thắc mắc khó hiểu vừa nãy tử yên còn tưởng đã không thể cứu nổi nhưng giờ yêu khí trong cơ thể đã ổn định lại vết thương bên ngoài cũng đã khỏi hẳn cô há hốc mồm ngỡ ngàng khi nhận ra sự khác biệt trên người tử yên không đúng không chỉ nội thương và ngoại thương tử yên khỏi hẳn mà ngay cả cảnh giới cũng đột phá đến trúc cơ tầng 10. Diệp Phàm đứng phía sau thấy nữ tông chủ liên tiếp thay đổi biểu cảm mà chố mắt ra thầm nói, sư tỷ bị trúng kịch nặng như thế mà, sao sư tôn lại có chút bất thường vậy, lúc này vẫn nên để sư tôn một mình bình tĩnh lại một chút thì tốt hơn. Nghĩ rồi anh liền lên tiếng nói với nữ tông chủ, sư tôn, con xin về trước, người cũng nên chú ý thân thể nhá. Nhưng nữ tông chủ lại không quan tâm đến lời nói của Diệp Phàm mà lại thầm ngẫm ngợi, chuyện này rốt cuộc là sao. Chuyển cảnh, buổi tối đến dưới ánh trăng khuyết mờ, cuộc hội hợp tông môn diễn ra trên một chiếc bàn dài, với nữ tông chủ và các trưởng lão của tử vân tông một nữ trưởng lão tóc tím bỗng lên tiếng hỏi thăm tông chủ tình trạng của tử yên thế nào rồi nữ tông chủ ngồi đầu bàn cũng lên tiếng trấn an đa tạ đại trưởng lão quan tâm tử yên đã bình an vô sự bất chợt một nam trưởng lão ngồi cuối bàn lên tiếng thắc mắc cái này cũng có thể cứu chữa được sao nữ tông chủ không biết nên nói sao về vấn đề hồi phục của tử yên nên liền né tránh cô trầm ngâm nói về chuyện chính sự được rồi chuyện của tử yên để sau rồi nói Chúng ta cùng phải thảo luận một chút về vấn Tường Tông, rốt cuộc họ muốn làm gì? Hai tông chúng ta tuy rằng thì thoảng có va chạm, nhưng việc xông vào Sơn môn cũng là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Hơn nữa, khi chúng ta vừa đến bọn họ liền quỳ xuống, xin lỗi liền mạch rất lưu loát, thuần thục đến mức làm cho người ta không hiểu ra sao. Một vị trưởng lão có chùm râu dài ở cằm, cũng nhớ ra một chuyện kỳ hoặc mà lên tiếng cho biết, đúng rồi, ta ở ven hồ Tỉnh Minh phát hiện ra thi thể của một đệ tử vấn Tường Tông sau nhiều lần kiểm tra và phát hiện tên đệ tử này là bị chính công pháp của vấn tường tông giết chết thế nên đại khái cứ nghĩ là tự sát nghe tin này nữ tông chủ bỗng trầm ngâm đưa ngón tay vỗ vỗ lên cằm mà suy ngẫm tự sát ư đầu của tên vấn tường tông này có vấn đề sao đột nhiên cô nhớ ra một chuyện quan trọng mà chừng to mắt lên thầm kinh hãi chờ một chút những người hoạt động gần hồ tỉnh minh không phải chỉ có diệp phàm thôi sao không lẽ là nó nhưng ta cũng đâu thấy diệp phàm tu luyện gì sao nó có thể làm ra mấy chuyện như thế này được cô chợt lắc đầu liên tục xua đi suy nghĩ trong đầu rồi hoang mang nghĩ thầm không không đúng diệp phàm chính là tiên thiên đạo thể tuyệt tích vạn năm nói không chừng sẽ có một ít năng lực mà ta không biết thấy biểu cảm khác lạ của nữ tông chủ khi đang ngẫm ngợi đại trưởng lão bên cạnh bèn lên tiếng gợi hỏi tông chủ người có manh mối nào sao nữ tông chủ quay sang nhìn đại trưởng lão mà háo hức nói có chít mạnh mối nhưng cần phải xác nhận thêm nữa nói rồi cô lại thầm nghĩ trong lòng hiện tại đồ đệ bảo bối hẳn là ngủ rồi ta vẫn nên để ngày mai đi thì hơn sau đó nữ tông chủ nghiêm túc hỏi lại các vị trưởng lão cửu vĩ linh hồ mà vấn tường tông nói có tin tức gì không đại trưởng lão lên tiếng báo lại các đệ tử của tử vân tông cũng chưa tìm thấy gì cả nhưng tông chủ yên tâm linh thú quý giá như vậy đệ tử có thấy mà không báo cáo thì cũng sẽ đối giải nó rất tốt chuyển cảnh trái với suy nghĩ của các vị trưởng lão cửu vĩ linh hồ sau khi đã ký khế ước với diệp phàm thì nó cũng bất giác theo về phòng anh nó nằm co do một chỗ bụng thì kêu ục ục ục, ục vì đói còn diệp phàm không quan tâm mà đang say giấc nồng thấy vậy hệ thống liền quát lớn nhằm đánh thức diệp phàm ký chủ sủng vật của ngài đang trong trạng thái đói khát kìa nếu không cho ăn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đó cửu vĩ linh hồ bèn đi đến gần giường diệp phàm kêu ư ư ư như thể muốn đánh thức anh nhưng trong lòng nó thì thầm bức xúc đã cưỡng ép khế ước còn chưa tính ít nhất phải cho người ta ăn đi chứ tuy nhiên diệp phàm vẫn ngủ say há toác mồm mà ngáy khò khò cửu vĩ linh hồ bức bối mà tự bỏ đi ra khỏi phòng thầm nghĩ quên đi cứ tự mình ra tay vậy phải cơm no áo ấm trong bếp của con người nói thế nào thì chắc cũng có chút cơm thừa chứ ngay khi nó vừa vào bếp thì không khỏi ngạc nhiên khi căn bếp quá đỗi sạch sẽ bởi vì diệp phàm là một người bị mắc hội chứng ocd mà một trong số đó là thích dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp và tinh tường cửu vĩ linh hồ có chút hụt hẫng khi nhìn xung quanh chỉ thấy còn sót lại mấy quả rau củ mà lòng hậm hực ta chính là cửu vĩ linh hồ đấy cho dù có đói chết bên ngoài cũng tuyệt đối không ăn thứ này Thế nhưng chiếc bụng đói của nó thì không nghĩ như vậy, nó cứ sôi ục 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 mãi. Thế là nó liền hai tay túm lấy hai củ cà rốt mà nhai ngón ngén một cách đầy sung sướng mà luôn miệng khen, ngon quá, ngon quá đi. Sáng sớm ngày hôm sau có tiếng ai đó la hét thất thanh chấn động cả tử vân tông, có trộm, bắt trộm đi. Chuyển cảnh, tối đến có tiếng ai đó mở cửa phòng cách kết, kết, theo sau là hai vị trưởng lão len lén bước vào. Lão già tóc nâu là tông chủ vấn tường tông tay cầm bát quái giò đường bỗng đắc ý cười lên, he he, máy theo dõi linh hồ càng ngày càng sáng xem ra cửu vĩ linh hồ đang ở gần đây bên cạnh là đại trưởng lão của vấn tường tông cũng lên tiếng nói thêm không thể tin được tử vân chân nhân không phát hiện ra cửu vĩ linh hồ đây thật sự là trời giúp vấn tường tông ta mà thế nhưng lão tông chủ vấn tường tông lại bức xúc khi nghe lời này mà cáu gắt quát lại trời giúp cái rắm ta đã cho nhị trưởng lão nhiều tài nguyên như vậy kết quả hắn chẳng những không bắt được cửu vĩ linh hồ mà còn tổn thất đại thạch bồi thường cho tử vân tông bây giờ còn bắt ta tự mình ra trận thật sự là đáng xấu hổ mà tên đại trưởng lão thấy lão có vẻ không vui liền buông lời nịnh hót đúng đúng đều là tông chủ phù hộ vấn tường tông tông môn không thể không có ngài lão tông chủ nghe những lời xu nịnh thì liền dịu lại mà vuốt sâu từ tốn nói đương nhiên rồi ta nói thêm với ngươi một chuyện nữa để tối nay có thể hành động ta đã bỏ số tiền lớn mời ba tên tạc vương nổi tiếng nhất đông hoang để bọn chúng đánh lạc hướng ở bên ngoài lần này cho dù tử vân chân nhân có đến chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra Tên đại trưởng lão nghe xong thì nhân răng ra cười híp cả mắt, lão khoái chó giơ ngón tay cái lên khen ngợi, tông chủ quá cao kiến. Hóa ra hai lão vấn tường tông này lại lẻn vào ngay phòng của Diệp Phàm, khi thấy anh ta vẫn còn ngáy ngủ. Lão tông chủ vấn tường tông cảm thấy thắc mắc, sao vẫn còn người ở đây, hắn không bị tặc vương dẫn dụ đi sao. Tên đại trưởng lão bên cạnh nhận ra Diệp Phàm không có tu vi nên bèn chấn an, tông chủ, hắn chỉ là phàm nhân, chắc không nghe thấy. Tuy nhiên lão tông chủ vấn tường tông lại bừng bừng sát khí, lão nghiến răng đồng thời thi triển pháp thuật nói phàm nhân cũng phải bị loại bỏ ta lần này bỏ ra bao nhiêu tiền tài tuyệt đối không chấp nhận dù chỉ một chút sai lầm nào dứt lời lão đưa cánh tay đầy linh lực ra trước đồng thời sử dụng công pháp vấn tường khai thiên trưởng lao về phía diệp phàm tên đại trưởng lão trông thấy liền phấn khích gieo hò tung hô không hổ là tông chủ mà đối phó với một phàm nhân mà cũng ra toàn lực luôn lời nói này của lão mang hàm ý sâu xa không biết là đang khen hay đang chê luôn tuy nhiên lão tông chủ vấn tường tông chưa kịp đến gần diệp phàm thì đã bị hệ thống cuồng ký chủ của anh xuất hiện đấm một phát vào đầu đồng thời nói, xem ta như thứ vô hình hả. Lão tông chủ bị hệ thống đánh văng ra sau mà hét toáng lên, á ah, à, lão đè cả lên người tên đại trưởng lão kia. Âm thanh chấn động này đã cũng vô tình đánh thức Diệp Phàm anh giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy ngơ ngác nói, a sao vậy, chuột làm loạn à, hệ thống cũng vui mừng reo lên, ký chủ cuối cùng ngài cũng dậy rồi. Hệ thống cũng đang tự đắc mà khoanh tay ngẫm nghĩ, mình cũng dần dần hiểu được tính cách của ký chủ rồi nếu như mình trực tiếp gọi hắn rời giường ký chủ chẳng những sẽ không đáp lại mình mà còn có thể khiến cho chính mình phải sụp đổ cho nên không bằng mình cứ giải quyết xong chuyện chờ hắn rời giường để tranh công mình cũng đã trưởng thành rồi vừa nghĩ hệ thống vừa liếc mắt nhìn về phía diệp phàm mà đang có mưu tính trong đầu lúc này diệp phàm mới phát hiện ra có hai người đang nằm trong phòng mình mà hốt hoảng kêu lên ối mẹ ơi cùng lúc hệ thống cũng thầm nghĩ cơ hội cướp công đến rồi trong lúc diệp phàm đang ngơ ngác thì hệ thống lại thích thú cho biết ký chủ vừa rồi lúc ngài ngủ có hai người không quan tâm đến hệ thống muốn nói gì diệp phàm bỗng lên tiếng chen ngang lời hệ thống sao lại có người đi lạc vào giữa đêm thế vừa vào đã ngủ xem ra là tu luyện quá mệt rồi hả sự thật thà cùng lời suy đoán của anh làm hệ thống ngớ ngẩn ra mà cạn lời không những thế diệp phàm còn tốt bụng đem ra một lọ đan dược nhằm muốn giúp người cũng may ta đây có đan dược của nhị trưởng lão cho không thì bọn họ lại chết vì mệt mất rồi người đen đủi lại là ta hệ thống liền hốt hoảng kêu lên nhằm ngăn cản và lên tiếng giải thích ký chủ bọn họ vừa rồi là muốn giết ngài đấy nhưng diệp phàm lại bày ra vẻ mặt hách dịch nhìn hệ thống mà đáp trả ngươi nghĩ ta ngu hả vì đối với anh bất kỳ lời nào của hệ thống đều không đáng tin diệp phàm cứ ngỡ hai lão già này là người của tử vân tông nên anh liền đưa ra những lý do cho lòng tốt của mình là đúng thứ nhất tử vân tông nghiêm cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau chỉ cần xúc phạm thôi là trừng phạt đã đáng sợ hơn cả cái chết thứ hai là người một không có công pháp hai không có bảo bối người ta muốn giết ta để làm gì không lẽ vì thân phận đệ tử thân truyền của tông chủ sao, ta chẳng khác gì một kẻ nghèo nhất cả tông môn. Hơn nữa, ta đã sống 99 đời, loại chuyện sinh tử này ta cũng chẳng quan trọng nữa, vừa nói anh vừa đổ lọ đan dược lần lượt vào miệng hai lão già vấn tưởng tông kia. Điều này làm cho hệ thống tức giận hai tay ôm đầu mà gào lên, ta điên mất. Thoáng chốc tên tông chủ vấn tông đã mở mắt tỉnh dậy, lão ta hoang mang thầm nghĩ, ta chưa chết sao. Lát sau Diệp Phàm vui cười ngồi nhìn cả hai lão giả vấn tường tông nói, a tỉnh rồi hả, còn cả hai lão già kia lại hốt hoảng đổ cả mồ hôi hột khi nhìn thấy Diệp Phàm. Sau đó cả hai nhanh chóng xông thẳng ra khỏi cửa bỏ chạy trước sự ngơ ngác của Diệp Phàm, nhưng anh lại vui cười hớn hở nhìn theo bọn họ. "Wow, tinh thần tốt phết, xem ra là không có vấn đề gì rồi." Dây sau anh bỗng giật mình nhớ ra một chuyện, vãi nồi, hỏng rồi, nghe nói thuốc của nhị trưởng lão rất mạnh, không được ăn. Dù gì chuyện cũng đã rồi, nên anh lại tự trấn an, nhưng truyền thuyết gì gì đó bình thường đều là gạt người, ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi. Cửu vĩ linh hồ ở một bên sau khi ăn no nê cũng lăn ra ngủ, nhưng bị tiếng ồn làm tỉnh giấc mà mắt nhắm mắt mở giọng bức xúc. Mấy nhân loại này đang làm cái gì vậy? ồn ào thật đấy. Mặt khác hai lão tông chủ vấn tường tông cũng đang chạy thụt mạng trong một khu rừng nào đó, chạy được một đoạn, tên đại trưởng lão bỗng lên tiếng gợi ý, tông chủ, chúng ta đã chạy như điên 500 dặm rồi, chắn hẳn cũng an toàn rồi, lão tông chủ vẫn chưa hoàng hồn mà lẩm bẩm nói, đáng sợ quá, thật sự đáng sợ quá đi. Cả hai chạy chậm lại, lão tông chủ mồ hôi nhuễ nhãi không khỏi sửng sốt khi nhớ lại hắn không chỉ dễ dàng hóa giải một kích toàn lực của ta lại còn cứu chúng ta trước ngưỡng cửa chết chật cả hai nhớ lại hình ảnh nụ cười của diệp phàm ngay khi bọn họ tỉnh lại lão tông chủ bỗng kinh hãi lên tiếng hỏi ngươi thấy biểu cảm của hắn không còn cả nụ cười của hắn tên đại trưởng lão bên cạnh cũng hoang mang nhớ lại cả đời ta sẽ không bao giờ quên nụ cười đó đó là nụ cười quan tâm vì chúng ta đã sống sót nhưng lão tông chủ không nghĩ vậy Lão cho rằng đó không phải là sự quan tâm, đó là sự tự tin có thể thao túng chúng ta. Đại trưởng lão cùng ngỡ ngàng trước thực lực của Diệp phàm mà ngơ ngác nói, thật không nghĩ tới, hóa ra trong Tử Vân Tông còn có người có tu vi vượt xa sự tồn tại của Tử Vân chân nhân. Xem ra lý do chúng ta không cảm nhận được tu vi của hắn, không phải vì hắn là phàm nhân, mà là chúng ta có tu vi quá thấp. Thấy lão tông chủ bỗng nhiên tăng tốc chạy tiếp, tên đại trưởng lão liền nghiêng người đưa tay ra với theo mà bất giác hỏi, "Tông chủ, chuyện của Cửu Vĩ linh hồ" lão tông chủ cáu gắt quát lại bây giờ là lúc nào rồi hả mà còn muốn nghĩ tới chuyện cữu vĩ linh hồ chúng ta có sống tiếp đã là cao nhân thương xót rồi sau khi trở về thì lập tức chuẩn bị đại lễ chúng ta nhất định phải tự mình đến nhà xin lỗi cho dù là tán ra bại sản cũng nhất định khiến đối phương tha thứ cho chúng ta đại trưởng lão liền bảo đã rõ đồng thời lão ta lại vung tay nhưng mình đổi bên rồi lão ta lại chấp tay giơ lên cao toàn thân uốn lượn như thể đang múa ấn độ thấy cảnh này lão tông chủ ngạc nhiên hỏi lại ngươi đang làm gì ở đấy vậy đại trưởng lão bỗng nói ta cũng không biết chỉ muốn nhảy mà thôi nghe vậy lão tông chủ cũng lên tiếng nói theo ngươi nói như vậy ta cũng có chút muốn nhảy và cứ thế cả hai bắt đầu những điệu nhảy uyển chuyển cùng lúc có một con linh thú xuất hiện nhìn về phía hai người bọn họ con linh thú có bộ dạng trông giống con heo rừng nó tức xịt khói mũi nói với giọng cao có nhân loại ngu xuẩn tôi không ngủ mà còn làm phiền người khác bỗng nó toát cả mồ hôi hột hai mắt trợn tròn kinh ngạc khi thấy hai lão già kia đang tới gần Lão tông chủ nhìn con linh thú với vẻ mặt thèm thuồng chảy cả nước dãi, hai tay trong tư thế muốn vồ bắt mà nói: "Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi có vẻ không tệ, hay là gia nhập bỏ ta." Đại trưởng lão bành rộng cái miệng bày ra vẻ mặt khó đỡ, đồng thời vỗ tay ỉu điệu bảo: "Với tư cách là giám khảo, ta sẵn sàng quay lại vì ngươi." Con lợn thấy biểu cảm của bọn họ mà sợ xanh mặt. Dây tiếp theo là một tiếng hét thất thanh vang dội cả một góc rừng, ao áo, biến thái. Cũng trong lúc này có hai tên đệ tử của Tử Vân tông gần đó nghe thấy tiếng hét mà hốt hoảng quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh xảy ra chuyện gì thế tên kia từ xa cũng chạy lại kêu lên mau qua đấy xem đi nhưng khi cả hai bọn họ vừa đi tới thì bỗng kinh hãi với khung cảnh trước mặt mà hét toáng lên á à, đây là trong khi lão tông chủ đang ôm lấy chân trước của con heo khiêu vũ và cả hát nhảy lên nào nhảy đi nhảy đi tăng 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 còn đại trưởng lão thì định bắt lấy một con khỉ đang đu cây mà luôn miệng gọi phụ thân ơi con nhớ phụ thân lắm con khỉ bị lôi kéo mà sợ hãi há toác mùng kêu lên khạch khạch cảnh tượng hãi hùng này làm hai tên đệ tử kia cuống cuồng bỏ chạy ôi má ơi chạy nhanh có biến thái tên còn lại thì bảo mau đi báo cáo tông chủ chuyển cảnh sáng hôm sau hai tên đệ tử của vấn tường tông đang lóng ngóng đi vào khu rừng tìm kiếm bọn họ không khỏi thắc mắc nói với nhau đã một đêm rồi tông chủ và đại trưởng lão sao còn chưa trở về hơn nữa cả đường tìm tới nơi này cũng không thấy người bất chợt từ phía xa có tiếng nổ lớn vang lên ầm 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 khiến hai người bọn họ kinh ngạc nhìn về hướng phát ra tiếng nổ lớn hả à, âm thanh gì vậy lát sau cả hai tìm đến núp sau lùm cây quan sát rồi cả hai bỗng kinh hãi chố mắt nhìn chằm chằm về trước khung cảnh hãi hùng đập vào mắt họ là hình ảnh con khỉ và con heo rừng dùng lá cây làm váy để mặc tay cầm nhành cây làm hoa cổ vũ bọn chúng đứng đối diện nhau nhảy múa gieo hò ở giữa chúng là hai lão già tông chủ và đại trưởng lão vấn tường tông nằm yên bất động trên mặt đất cảnh này làm hai đệ tử vấn tường tông hốt hoảng đồng thanh hết lên xảy ra chuyện rồi không bao lâu sau thì tin tức cũng được truyền đến đi khắp nơi nghe tin như sét đánh ngang tai tử vân tông chủ của tử vân tông kinh hãi hét lên cái gì tông chủ của vấn tường tông cùng đại trưởng lão đã chết rồi sao cùng lúc tên nhị trưởng lão của vấn tường tông cũng hốt hoảng gào lên cái gì tông chủ và đại trưởng lão đã chết tử vân càng thêm ngạc nhiên nói với giọng thắc mắc chết ở ngay cạnh tử vân tông chúng ta sao thật là buồn cười ta chẳng hiểu nổi rốt cuộc vấn tường tông đang muốn cái gì còn nhị trưởng lão của vấn tường tông thì cảm thấy nghi hoặc cái gì chết ở gần tử vân tông sao không cần phải nói nhất định là tử vân tông giờ trò vặt sau một lúc suy nghĩ thì tử vân cảm thấy nhức đầu cô đưa tay lên xoa xoa chán mà thở dài nói trong sự mệt mỏi hay việc này coi như bỏ qua đi tử vân tông chúng ta biết xấu hổ không chấp nhặt với vấn tường tông đầu óc có bệnh đó mặt khác bên phía vấn tường tông thì trái ngược tên nhị trưởng lão bức xúc hùng hổ giơ tay ra tuyên bố vấn tường tông chúng ta cũng có mặt mũi chứ bộ dám hại tông chủ chúng ta chết khó xử như vậy chúng ta nhất định phải liều chết với tử vân tông bên này tử vân vô tư không thèm quan tâm đến chuyện nhà người ta cô bước ra ngoài đi về hướng chỗ ở của diệp phàm vừa đi vừa lẩm bẩm quên đi không nghĩ tới việc này nữa ta còn phải đi xem xem đồ đệ bảo bối của ta rốt cuộc là đang che giấu cái gì đây còn bên phía vấn tường tông tình hình đang căng thẳng trong khi mọi người đang vào tư thế sẵn sàng đi quyết chiến thì nhị trưởng lão liền giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại đồng thời lên tiếng thăm dò chờ một chút các ngươi đừng nóng vội chúng ta phải quyết định một chút sau này ai làm tông chủ cảnh khác Tử Vân lúc này đã thi triển bay thẳng lên không trung để đi tìm Diệp Phàm. Cùng lúc ở bên Vấn Tường Tông lại đang náo loạn, sau khi nghe nhị trưởng lão gợi ý về chức tông chủ, thì cả đám đệ tử liền lao vào nhau đánh đấm túi bụi, miệng không ngừng la hét, ta sẽ làm tông chủ. A, a, a. Thấy cảnh tượng buồn chán này bỗng có hai tên đệ tử khác lẳng lặng rời đi, một tên trong đó liền lên tiếng chế giễu, một tông chủ của tông môn chết buồn cười như vậy, nhưng lại còn có người muốn cướp đoạt làm tông chủ, đầu óc có vấn đề rồi. Chuyển cảnh, buổi sáng tinh sương khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống căn nhà của diệp phàm anh thức dậy bước ra khỏi phòng mà ngáp lấy một hơi thật sảng khoái ha hôm qua ngủ ngon quá hôm nay muốn ăn gì ngon thì phải tự làm lấy thôi vậy tuy nhiên khi anh vừa đặt chân vào căn bếp luôn được ngăn nắp sạch sẽ thì hiện tại giống như bãi tha ma khi đồ đạc bị vứt ngỗn ngang trên nền nhà anh hốt hoảng bước tới nhặt lấy một cái rổ lên cúi mặt nhìn vào bên trong thấy trống không mà kinh ngạc tự hỏi vãi nổi đồ ăn của mình đâu một rổ to đầy rau như thế cơ mà rồi anh chợt nhìn thấy con tiểu hồ ly đang nằm há mùng ngủ say bên trong một chiếc giỏ mà tức giận nghi hoặc, chẳng lẽ bị con súc sinh này ăn hết rồi đấy chứ? Không nói không rằng anh liền túm lấy đầu hồ ly kéo ra ngoài, trong khi nó còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở mà hoang mang. Anh giơ tiểu hồ ly lên đối diện với gương mặt không cảm xúc của anh mà nhẹ nhàng nói, đóng rau củ này chính là do sư đệ Tân Tân khổ sở từ dưới chân núi đem tới, rất là quý giá đấy. Thấy Diệp Phàm bình thản khâu trách mắng tiểu hồ ly, hệ thống cũng vui mừng hí hửng reo lên, ký chủ, ngài cuối cùng cũng chú ý tới nó rồi sao đây chính là linh sủng cực phẩm cửu vĩ linh hồ nếu bồi dưỡng tốt thì sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn cho ngài tiểu hồ ly hai mắt tròn xòe mím môi nhìn diệp phàm thầm đánh giá về anh người này tuy nghèo kết xác một chút nhưng lại không có chỉ vì ta ăn đồ ăn của hắn mà đánh ta xem ra cũng không phải người xấu nó lại nhìn chằm chằm vào anh mà thay đổi cách suy nghĩ nguyện ý muốn theo anh có lẽ trước đây do ta quá thành kiến với sự độc ác của nhân loại vậy sau này ta đi theo hắn nói không chừng sẽ không tệ đâu thấy diệp phàm và tiểu hồ ly cứ nhìn nhau trong im lặng điều này làm hệ thống thích thú lên tiếng tâm ý tương thông bọn họ tâm ý tương thông rồi ký chủ phải như vậy chứ bồi dưỡng tốt cho nó tương lai của ngài nhất định sẽ toàn quang mình đột nhiên diệp phàm nhắm mắt lại suy ngẫm một lúc rồi tự hỏi hồ ly hấp hay kho tàu đây ầy nhắc tới thì không biết chiên được không lời này của anh làm hệ thống bị sốc vì kinh ngạc còn tiểu hồ ly thì há toác mồm hốt hoảng mồ hôi mù kê tuôn ra như tắm hệ thống hoảng loạn tinh thần liền lên tiếng nhắc nhở ký chủ đây là cửu vĩ linh hồ cực kỳ hiếm có đấy mong ngài dừng ngay những suy nghĩ nguy hiểm đấy lại tôn trọng nó tí đi tôn trọng nó hơn nữa vào tiểu hồ ly cũng bắt đầu sợ hãi thầm nói chết tiệt mạng ta coi như xong rồi bất giác diệp phàm lại bảo không đúng ta không thể ăn nó như vậy được nghe lời này hệ thống bỗng vui mừng reo lên chính xác chính xác ký chủ đây mới là suy nghĩ đúng đắn còn tiểu hồ ly cũng thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm thì ra là vừa rồi muốn giao ai phủ đầu ta à nhân loại nghịch ngợm như này ta không thích lắm đâu đột nhiên diệp phàm đứng dậy xoay người rời đi nhưng vẫn không quên sách theo tiểu hồ ly rồi anh lại nghĩ thịt hồ ly nhiều mùi chắc phải dùng dược thuốc để át mùi đi mới được nghe vậy tiểu hồ ly lại thất kinh thầm kêu lên ngươi vẫn muốn giết ta sao diệp phàm bước tới đưa tay lấy con dao treo trên vách tường đồng thời nói nhưng để đề phòng nó trốn thoát tốt nhất cứ giết trước đi tiểu hồ ly như thể buông xuôi thầm khóc dòng thật ra ngươi cũng đâu cần gấp vậy chứ bất chợt tử vân tông chủ đi đến lên tiếng hỏi anh đồ đệ ngoan con đang làm gì vậy? Diệp Phàm quay qua thấy Tử Vân thì liền bảo: "Sư Tôn, người đến đúng lúc lắm, con đang chuẩn bị giết con hồ ly này, người tới có thể cùng con ăn bữa." Tử Vân có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy tiểu hồ ly đang nằm run rẩy trên thớt thì cô hốt hoảng kêu lên: "Hả, đây, đây là cửu vĩ linh hồ." Diệp Phàm thản nhiên đưa dao lên cao định chặt xuống người tiểu hồ ly, nhưng rồi anh lại cẩn thận nhắc nhở Tử Vân: "Hình như là thế ạ, à. Sư Tôn, người tránh ra một chút, không thì dính máu lên người sư tôn ấy nghe vậy tử vân cũng mím môi lùi lại sau nói a được dù vậy nhưng trong lòng cô lại thầm ngưỡng mộ diệp phàm không hổ là tiên thiên đạo thể lấy cưu vĩ linh hồ hiếm có như vậy để làm đồ ăn tuy nhiên khi thấy con dao trong tay diệp phàm đang gần kề người tiểu hồ ly thì tử vân cuống cuồng chạy tới đưa tay ôm lấy tiểu hồ ly ngăn lại đồng thời cô hốt hoảng nhìn anh hỏi lại con không đùa ta sao diệp phàm ngơ ngác nói lại sư tôn đó là đồ ăn sáng của con mà tử vân ôm trầm lấy tiểu hồ ly vào lòng mà trợn trắng mắt nhìn anh Cô há toát mồm gào lên khè khè vào mặt anh trông thật đáng sợ. Thấy vậy Diệp Phàm cũng đành bất lực nhúng nhường cô. Sư tôn thích thì con cho sư tôn được chưa? Tử Vân thấy anh buông tay mà cũng bình tĩnh lại. Cô vút ve đầu tiểu hồ ly như thể đang chấn an nó, đồng thời đưa mắt nhìn Diệp Phàm thầm ngẫm ngợi. Đồ đệ này là bị vấn tưởng tông lây bệnh sao? Đầu óc có vấn đề như vậy, sao lại đi dùng bảo bối này để nấu ăn? Thật coi như vi sư không dám nện người đấy. Quả nhiên cứ để ta tạm thời thay nó nuôi dưỡng tiểu hồ ly thì tốt hơn tiểu hồ ly bị một phen hú vía mà thầm nói thế nên mình cũng không cần chết nữa rồi sao nói một câu thôi có phải nhanh hơn không về phần diệp phàm cũng đang thầm thắc mắc trong lòng không phải chỉ là một con hồ ly thôi sao sư tôn có cần để mất hình tượng như thế không chợt anh cất tiếng hỏi lại tử vân sư tôn người tới tìm con có việc gì sao tử vân nghe anh hỏi mới giật mình nhớ ra chuyện quan trọng cần làm bèn nói suýt chút nữa ta cũng quên mất chuyện chính rồi ngay lập tức cô nắm lấy dây diệp phàm rồi kéo anh đi đồng thời lạnh giọng bảo đi vào phòng cởi y phục ra hành động cùng lời nói của tử vân làm cho diệp phàm hoang mang ngẩn người ra nhìn theo cô bất giác diệp phàm giật tay lại một tay anh kẹp chặt vào háng để ổn định trọng tâm tay còn lại anh ôm ngực mà đỏ mặt hoảng loạn kêu lên sư tôn người dù đói khát cũng không cần phải như vậy chứ tử vân nghe vậy cũng cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt nhưng dây sau cô bỗng nghiêm túc cho biết ta đã hơn một ngàn năm tuổi còn lớn hơn cả bà của nhà ngươi sao lại có hứng thú với ngươi được, ta chỉ muốn ngươi cởi y phục ra để kiểm tra một chút. Dù vậy nhưng trong lòng Diệp Phàm vẫn cảm thấy bất an mà thầm nghi hoặc, 30 như sói, 40 như hổ, đã là một lão xử nữ nhiều tuổi rồi, ta sao hiểu được trong lòng ngươi có biến thái hay không. Sau khi trở lại phòng Diệp Phàm liền cởi phăng chiếc áo đi, để tử vân tiện bề quan sát, cô đưa tay đặt lên sau bả vai Diệp Phàm như thể đang kiểm tra thể chất của anh. Cũng trong lúc này Diệp Phàm lại đang tính nhầm, hơn nữa, nếu tính theo tuổi thì ta đã sống hơn 99 đời rồi, ngươi cũng không hơn ta đâu còn tử vân sau một lúc sau thì cũng thầm kinh ngạc với kết quả hiện tại của diệp phàm kỳ lạ không có tu vi sao nếu không có tu vi sao nó có thể xử lý đại thạch giải cứu tử yên có phải quá phi thực tế rồi không nó nhất định đang giấu thực lực của mình vì tử vân cho rằng những chuyện đã qua đều do diệp phàm làm nhưng cô nào biết đó chẳng qua chỉ là do hệ thống vô tình giúp đỡ một tay mà thôi tử vân nghĩ thế nên liền áp sát người diệp phàm từ phía sau và thì thầm bên tai anh đồ đệ ngoan thừa dịp bốn bề không người con có thể nói cho sư tôn biết tu vi thật sự của con sư tôn sẽ giữ bí mật cho con diệp phàm liếc mắt nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của tử vân nhìn anh một cách chiều mến cùng với giọng điệu êm ả khiến anh thầm hoài nghi qua ánh mắt này ngữ khí này thế mà còn nói không có ý đồ gì với ta anh mặc lại áo rồi thẳng thắn trả lời cô sư tôn thực lực của con đối với mọi người mà nói cũng chỉ như anh nhi mà thôi cũng chỉ là một phàm nhân bình thường ý diệp phàm nói anh nhi ở đây chính là trẻ con còn Tử Vân khi nghe anh nói lời này thì lại hiểu ý khác, cô bỗng vui sướng trong sự ngỡ ngàng thầm nói, anh như, chẳng lẽ là nó đang nói bản thân đã đột phá tới nguyên anh rồi sao, rõ ràng mới nhập môn có hai tháng, cả ta hiện tại cũng mới chỉ có nguyên anh tầng năm thôi. Tới đây Tử Vân bỗng quay lưng lại nắm chặt lòng bàn tay thầm khoái chí, tiên thiên đạo thể thật sự là quá lợi hại, Tử Vân Tông chúng ta có hy vọng quật khởi rồi. Diệp Phàm vừa mang tay áo vào vừa ngoảnh mặt nhìn theo bóng dáng của Tử Vân thầm ngạc nhiên, sư tôn thật sự không sao đây chứ, ta có nên quan tâm tới sư tôn một chút không? Bỗng nhiên tử vân hai má đỏ ửng mà quay lại nhìn Diệp Phàm vui vẻ bảo, vi sư hiểu rồi, đồ đệ tu luyện cho tốt, à không đúng, chơi vui nhá. Vi sư rất xem trọng con ấy. nghe vậy Diệp Phàm cũng ngơ ngác đứng dậy nhìn tử vân mà thầm sừng sốt, người hiểu cái quái quỷ gì thế. Xong chuyện tử vân cũng đến lúc rời đi, Diệp Phàm đi theo ra bên ngoài tiễn cô. Anh nhìn theo bóng dáng cô bay lơ lửng trên không trung khuất xa dần rồi lại nghĩ, lát nữa đi hồ tỉnh minh một chuyến đi, đồ câu cá của ta vẫn còn ở đó về phần tử vân trong lúc đang bay đi cô chợt nghĩ đến diệp phàm mà mỉm cười cô cũng đã có sự suy tính trong lòng đồ đệ của ta thật sự là khiêm tốn đã là nguyên anh rồi lại còn gạt ta nửa tháng nữa chắc hắn sẽ vượt qua ta rồi đến lúc đó ta sẽ đem tông chủ vị tặng cho nó trước lúc đó thì ta sẽ lo cho nó cái đã cùng lúc tiểu hồ ly cũng được tử vân cứu mạng và ôm ấp trong lòng đưa nó rời đi nó thầm vui mừng biết bao tốt quá thoát khỏi con ác ma đấy rồi mặc dù vẫn còn khế ước nhưng ít nhất vẫn chưa biết biến thành bữa sáng mặt khác tử vân cũng đưa tiểu hồ ly đến một nơi vắng vẻ an toàn đặt nó trong một chiếc lồng nhỏ vì cô nghĩ rằng chuyện của cửu vĩ linh hồ vẫn chưa thể để bị người khác phát hiện được bỗng nhiên đại trưởng lão bay tới đồng thời cất tiếng gọi tử vân sư muội đồ đệ diệp phàm của muội ở tiên ngọc phong thế nào rồi nghe giọng nói quen thuộc tử vân có chút ngạc nhiên nữ trưởng lão này lại nói tiếp hắn đã tới tông môn được hai tháng rồi vẫn ăn uống vui chơi không tu luyện cho dù là tiên thiên đạo thể cũng không thể cứ như vậy mà lãng phí tài nguyên tông môn được nghe vậy tử vân liền bật cười đáp lại lãng phí tài nguyên sao cũng không phải sợ nói cho tỷ biết là đồ đệ ngoan của ta đã là nguyên anh rồi tử vân vừa dứt lời thì đại trưởng lão liền há miệng cười to ha 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 cười chết ta rồi sư muội ta biết ngươi muốn bảo vệ đồ đệ nhưng cũng không thể nói ra lời vô lý đấy được tử vân thấy phản ứng của đại trưởng lão như đang khinh thường mà tức tối thầm nghĩ hừ nếu không phải là muốn thay đồ đệ ngoan giấu chuyện ta nhất định đã cho cửu vĩ linh hồ ra hù chết ngươi rồi đột nhiên có một nam đệ tử hốt hoảng chạy tới thông báo tông chủ không tốt rồi nhị trưởng lão lại xảy ra chuyện rồi nghe xong cả tử vân và đại trưởng lão liền hoảng hốt đồng thanh kêu lên cái gì chuyển cảnh diệp phàm đang ung dung đi dạo bên ngoài thì nghe từ xa có tiếng người xôn xao đúng thật là đáng thương mà lại đến nữa rồi diệp phàm bước tới thì trông thấy một đám người đang tụ tập ngóng chuyện điều này khiến anh có chút hiếu kỳ bọn họ đang nhìn gì vậy đám người đó lại lên tiếng bàn tán lần này không biết sẽ kiên trì được bao lâu hóa ra là một vị trưởng lão đang níu lấy chân mọt nữ tử mà gào khóc nương tử ta biết sai rồi nàng đừng rời bỏ ta tuy nhiên nữ tử kia lại hốt hoảng lấy tay đẩy lão ta ra mà hét lớn ai là nương tử của ngươi chứ người đâu phi lễ các ngươi đến mà coi đi diệp phàm khi trông thấy lão già kia thì liền nhận ra mà thầm kinh hãi cái quái gì thế này thì ra là nhị trưởng lão có hai tên đệ tử xì sầm với nhau nhị trưởng lão thật đáng tiếc rõ ràng là đan sư mạnh nhất của tử vân tông chúng ta tên khác cũng cho biết thêm ai bao hắn đột nhiên muốn luyện những thuốc kỳ quái còn lấy bản thân ra thử thuốc nữa chứ diệp phàm tình cờ nghe được tin này mà thầm hoang mang không phải chứ đan dược của nhị trưởng lão có tác dụng phụ là sự thật sao tới đây anh mới chợt nhớ đến đã cho hai vị tông chủ và đại trưởng lão vấn tường tông uống loại thuốc này anh đưa tay vuốt cảm ngẫm nghĩ hai vị này sau khi uống thuốc chắc là không sao nhỉ nhưng thực tế cả hai lão đó đã quy tiên và chắc cũng thầm cảm ơn đến sự quan tâm của anh dành cho họ Bất chợt nhị trưởng lão quay qua túm lấy áo Diệp Phàm khiến anh trợn tròn mắt vì kinh ngạc, lão lại gào khóc mếu máu nói: "Vân Nhi, con đến thăm cha rồi. Vân Nhi, lần này cha sẽ không để bọn họ làm hại con nữa, đi, chúng ta về nhà cùng mẹ của con thôi." Có một tên đệ tử ở phía sau bỗng đưa ra gợi ý: "Có người không có tư tưởng tiến bộ như Diệp sư huynh ở đây giữ chân nhị trưởng lão, thì chúng ta có thể yên tâm rời đi rồi." Cùng lúc ở nơi khác, Tử Vân nghe tin liền hối hả chạy đến chỗ xảy ra chuyện, "Ôi đồ đệ bảo bối của ta không thể có chuyện được." đại trưởng lão cũng nhanh chân đuổi theo tử vân đồng thời lên tiếng nói sư muội vội gì chứ nếu diệp phàm đã là nguyên anh kỳ rồi thì loại tình cảnh như vậy hắn đương nhiên có thể ứng phó được dù nói vậy nhưng cô trong lòng cô ta lại nghĩ khác vào lúc này rồi để ta xem ngươi còn giả vờ như thế nào nghe lời nhắc nhớ của cô ta tử vân liền bình tĩnh lại mà mỉm cười đáp trả đại trưởng lão nói đúng là ta đã thất thố rồi sự tự tin của tử vân bất ngờ làm chó đại trưởng lão có chút ngơ ngác quay lại với diệp phàm thấy anh bị nhị trưởng lão quấn lấy hệ thống bỗng lo lắng bèn lên tiếng khuyên ngăn ký chủ tên này rất nguy hiểm ngài hãy tuy nhiên diệp phàm luôn khó chịu khi nghe hệ thống lải nhải bên tai càng không tin lời nó nên liền lên tiếng cắt ngang lời nó chỉ một lão già đau lòng mà thôi có gì mà nguy hiểm chứ nói là vậy anh cũng đang thầm khó chịu nhưng ta quả thật không thích thân thiết với nam nhân như này hệ thống bỗng tức tối đưa ra bằng chứng cụ thể nói với diệp phàm nam nhân đi ra ngoài sao không bảo vệ bản thân mình tốt chứ đã có nhiều vụ án thê thảm như vậy rồi chẳng lẽ ngài chưa nhìn thấy sao khi hệ thống vừa dứt lời thì bất ngờ cả người diệp phàm thoát ra một luồng sức mạnh cường đại vô tình hất văng nhị trưởng lão ra xa khiến lão ta bị ngã đau mà hét toáng lên a á, á cùng lúc tử vân và đại trưởng lão cùng nhau đi tới trông thấy cảnh này tử vân vui mừng hớn hở ra mặt thầm thích thú tiểu tử thối còn nói bản thân không có tu vi còn đại trưởng lão cũng ngỡ ngàng thầm nói thì ra hắn thật sự là đang che giấu thực lực Nhị trưởng lão sau khi bị Diệp Phàm đẩy ngã thì cũng tỉnh dậy ngơ ngác tự hỏi, ấy, kỳ lạ, sao ta lại ở đây? Đồng thời hệ thống cũng thầm lo lắng nghĩ rằng, không xong rồi, vừa kích động đã tăng sức mạnh của ký chủ rồi. Những tên đệ tử có mặt cũng bị sốc thầm và mồ hôi ngạc nhiên nói, sao có thể, Diệp Sư Huynh vậy mà đẩy nhị trưởng lão ra rồi. Tu vi của nhị trưởng lão tuy thấp, nhưng cũng là luyện khí tầng 10, Diệp Sư Huynh có thể làm được. Diệp Phàm sau khi thoát khỏi sự quấy rối của nhị trưởng lão thì vô tư rời đi, bất ngờ tử vân bước tới cất tiếng hỏi anh đồ đệ ngoan con đây là muốn đi câu cá à diệp phàm cũng không ngần ngại đáp lời ừm hôm nay thời tiết đẹp rất thích hợp đi câu cá dù bên ngoài vui vẻ nhưng diệp phàm lại đang cao có trong lòng ngươi đã lấy đi bữa sáng của ta rồi ta còn không phải đi câu cá sao tử vân vui vẻ đồng ý mà nói đi đi muốn câu bao lâu cũng được vì cô nghĩ rằng được 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 lại lấy đi chơi để làm cái cớ đi tu luyện đúng không thấy tử vân dễ dàng đồng ý diệp phàm cũng vui mừng chắp tay nghe theo tuân theo lệnh của sư tôn anh cũng thầm nghĩ không ngờ sư tôn vốn dĩ sáng suốt như vậy đám đệ tử thấy hai người cười cười nói nói vui vẻ thì cũng trầm trồ vãi trưởng thái độ này của tông chủ diệp sư huynh quả nhiên là người lợi hại tên khác lại bảo có thể đẩy nhị trưởng lão ra nói gì thì cũng là trúc cơ tuy nhiên lại có người lên tiếng kinh ngạc hai tháng từ phàm nhân đến trúc cơ đúng là yêu nghiệt quá đi lại có người cảm thấy hối hận thầm nhìn theo bóng lưng rời đi của diệp phàm mà tiếc nuối trước kia diệp sư huynh là một phế vật thì cũng thôi đi nếu như biết hắn yêu nghiệt như vậy thì chắc chắn ta sẽ tạo quan hệ tốt cũng trong lúc này hệ thống lại vang lên nhắc nhớ diệp phàm ký chủ dù sao thì ngươi cũng cần đi bộ hay là thử đi diễn võ trường đi có thể nhận được phần thưởng cực phẩm đấy tây uyển đan phong cũng được tàng thư các thì sao đi tàng thư các cũng được lại có thêm hai tên đệ tử nghĩ đến diệp phàm mà thầm khóc dòng cho rằng nếu ôm được đùi lớn bớt phấn đấu trăm năm thế là các đệ tử thay phiên nhau truyền tin đi khắp tông môn người này nói với người kia sư đệ đừng luyện nữa diệp sư đệ muốn đến hồ tỉnh minh tu luyện rồi nghe tin nam đệ tử này lại chạy đi thông báo cho một nam đệ tử khác được biết sư đệ nghe nói diệp sư huynh muốn chỉ điểm cho chúng ta ở hồ tỉnh minh đừng bỏ lỡ nhé ngay sau đó tên được truyền tin liền đi báo lại với một nữ đệ tử sư muội diệp sư huynh muốn truyền thụ công pháp tuyệt thế ở hồ tỉnh minh cùng đi đi rồi tiểu sư muội lại đi nói với nam đệ tử khác nữa sư huynh ta nghe nói diệp sư huynh muốn độ kiếp ở hồ tỉnh minh ngươi có đi cùng ta không trên đường đi nam đệ tử đó lại trông thấy đại trưởng lão nên liền tám chuyện trưởng lão diệp sư huynh thật là lợi hại ta nghe nói hắn đã dẫn dị tượng trời đất đến ở hồ tỉnh minh đại trưởng lão đột nhiên nghe được tin chấn động cô sửng sốt hỏi lại là thật sao nhưng cô đâu ngờ rằng đó chỉ là sự phóng đại thâm mắm dặm muối mỗi khi có một người truyền qua tai người khác rồi mới đến đại trưởng lão nghe tới đây tử vân cũng bật cười giọng chê trách những đệ tử này đúng thật là lời đồn rõ ràng như vậy mà cũng truyền lung tung được ta phải đi căn dặn chúng thật cẩn thận mới được nói rồi cô liền quay người rời đi đại trưởng lão đứng nhìn theo bóng dáng tử vân mà có chút khó chịu muốn đi xem thử thì cứ nói đi nói như kiểu oai phong lẫm liệt như vậy làm gì chuyển cảnh tại hồ tỉnh minh trong lúc diệp phàm đang ngồi câu cá thì xung quanh anh là các sư huynh tỉ muội mỗi người núp một chỗ âm thầm quan sát nữ đệ tê quy rờ núp trong lùm cây thầm lên tiếng khen ngợi a à, diệp sư huynh tư thế câu cá của ngươi đẹp trai thật còn có người lặn hụp dưới hồ nước quan sát hồi lâu rồi thầm thắc mắc động tác hoàn hảo, hành vĩ phóng khoáng, nhưng vì sao không cảm thấy có dao động linh lực chứ? Thêm tên núp trong bụi rậm cũng thầm nghĩ, nhất định là cấp bậc của ta quá thấp, muốn học nhiều hơn mới được. Ngay cả Tử Vân và đại trưởng lão cũng âm thầm ẩn mình quan sát từ xa. Tử Vân đang mong chờ cô ngồi lên từ trong lùm cây mà háo hức nói, thế nào thế nào, đồ đệ của ta đã dẫn dị tượng trời đất đến chưa? Còn đại trưởng lão đứng bên cạnh thấy Tử Vân quá khích bèn lên tiếng nhắc nhở, tông chủ, chú ý hình tượng của người. Về phần Diệp Phàm, anh ngồi câu cá mà cảm giác lạnh sống lưng thầm hoài nghi kỳ lạ thời tiết mùa hè sao đột nhiên lại lạnh như vậy giống như bị rất nhiều con mắt biến thái đang nhìn quả thật xung quanh anh là những ánh mắt đỏ lợm lắp ló dòng ngó về anh còn hệ thống vì đã bỏ lơ nhiều lần nên cũng sụp đổ một lần nữa mà ngồi ủ rủ một bên thấy sự khác lạ bất thường diệp phàm quyết định thu cần mà bỏ đi đồng thời cho rằng thời tiết lạnh như vậy thì nên đi về sớm chút đi kẻo bị cảm lạnh thấy diệp phàm đã rời đi tử vân đột nhiên tức giận bước ra từ lùm cây đồng thời quát lớn các ngươi đang làm gì vậy, trở về tu luyện cho ta." Ngay lập tức đám đệ tử từ khắp nơi liền bay ra khỏi chỗ núp mà đồng thanh đáp vâng, ở phía sau đại trưởng lão thầm châm biếm Tử Vân, ngươi còn có mặt mũi nói sao? Mặt khác, Diệp Phàm đi ngang qua chiếc cầu gỗ mà lẩm bẩm một mình, hôm nay thu hoạch cũng kha khá, ăn canh cá vậy. Bất chợt hệ thống lấy lại ý chí quyết định tiếp tục chỉ điểm cho Diệp Phàm, nó chỉ tay về phía cánh cửa phía trước nói, cho dù sụp đổ bao nhiêu lần thì ta cũng sẽ không từ bỏ. "Ký chủ, cửa nơi ở của ngươi xuất hiện điểm điểm danh." hãy đến đó nhận phần thưởng cực phẩm. Diệp Phàm không mải mê quan tâm đến lời hệ thống nói đi thẳng về phía cửa, vô tình anh đạp chúng vào vòng tròn nơi điểm danh. Hệ thống vui mừng liền phát loa thông báo, chúc mừng ký chủ, ngươi đã điểm danh thành công. Hệ thống lấy ra một cái bình đồng thời cho biết, bình nước kinh nghiệm siêu cấp này có thể giúp ngươi trực tiếp tấn thăng lên nguyên anh tầng 1, đồng thời nhận được một cơ hội có thể lĩnh ngộ được thiên đạo. Hệ thống vui mừng trong lòng thầm phấn khích, thành công rồi, lần này cuối cùng cũng để ký chủ điểm danh thành công rồi. Nghĩ rồi hệ thống liền đưa bình nước cho Diệp Phàm nói: "Ký chủ, bây giờ ngươi hãy." Bất chợt Diệp Phàm quay lại nhìn bình nước trong tay hệ thống mà sật nhớ ra một chuyện bèn nói: "Không xong, quên tưới hoa rồi." Anh liền giật lấy bình nước trong tay hệ thống, rồi đi đến chỗ chậu hoa mà lẩm bẩm: "Cũng may là bình hoa ở đây." Không nói nhiều Diệp Phàm trực tiếp đổ bình nước kinh nghiệm siêu cấp lên chậu hoa để tưới nó. Hệ thống thấy cảnh này chỉ đành bất lực khóc ròng, muốn để ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần khó đến vậy sao?